Lee Bo-jin, 49 tuổi, là con gái thứ hai của chủ tịch Samsung, người thừa kế chính hiệu của Chaebol lớn bậc nhất Hàn Quốc này. Bà Lee hiện đang đảm nhiệm việc điều hành chuỗi khách sạn Sheila của gia đình. Có trong tay mọi thứ từ tiền tài đến quyền lực, Lee Bo-jin luôn được mệnh danh là người phụ nữ số 1 Hàn Quốc và đứng thứ 87 trong top 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn. Tuy nhiên, bên trong cuộc sống hào nhoáng đó là cuộc đời đầy bi kịch của nàng công chúa Samsung. Người thừa kế chính hiệu. Nhắc đến Samsung, người ta nhớ ngay đến một trong những tập đoàn lớn mạnh và quyền lực nhất Hàn Quốc, không chỉ đóng góp nhiều cho nền công nghiệp nước này mà còn có tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới. Không chỉ đóng góp về kinh tế, Samsung còn có tầm ảnh hưởng lớn trong chính trị, văn hóa, truyền thông của Hàn Quốc. Cố chủ tịch Lee Kun-hee là người sáng lập ra tập đoàn Samsung và trong số 4 người con của ông, Lee Bo-jin là người thường xuyên được nhắc tới nhất. Lee Bo-jin là con gái thứ 3 của chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Kun-hee. Cô sinh ngày 6 tháng 10 năm 1970 tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Bố là tỷ phú quyền lực, Bo-jin hiển nhiên được sống trong nhung lụa từ nhỏ và được học tại những ngôi trường danh tiếng. Khác với anh trai và em gái, Lee Bo-jin không học ở nước ngoài mà tu nghiệp trong nước, theo chuyên ngành nghệ thuật và khoa học của Đại học Yonsei. Năm 21 tuổi, sau khi tốt nghiệp Đại học Yonsei, Lee Bo-jin được cha đưa vào công ty con của Samsung nhằm đào tạo trở thành lãnh đạo tương lai của tập đoàn. Kể từ đó, bà Lee luôn cống hiến cho Samsung. Giống như nhiều nhà lãnh đạo trong các tập đoàn gia đình trị ở Hàn Quốc, Lee Bo-jin khởi đầu bằng vị trí nhỏ, làm thực tập sinh cho Samsung Foundation thuộc Samsung C&T. Không ngừng để chứng tỏ mình trước cha, trước cổ đông và trước hàng chục nghìn nhân viên, 6 năm sau khi kinh qua nhiều chức vụ lớn nhỏ, bà trở thành nữ giám đốc đầu tiên của một công ty con thuộc Samsung, điều hành chuỗi khách sạn Sheila và mảng kinh doanh hàng hiệu trị giá 3,3 tỷ đô la Mỹ. Có một khoảng thời gian trong năm 2017, Bo-jin phải nắm quyền điều hành cả tập đoàn Samsung do bố và anh trai lần lượt bị bắt giữ vì nghi ngờ có những hoạt động phạm pháp liên quan tới tổng thống bị phế truất Park Geun-hye. Mãi sau đó, khi người anh trai Lee Jae-yong trở lại điều hành Samsung, cô Bo-jin mới quay về với ngôi chủ tịch Sheila. Nhan sắc xinh đẹp mặn mà, trong hơn 10 năm nắm quyền, nữ tỷ phú Lee Bo-jin đã chèo lái con thuyền Sheila một cách ngoạn mục, đưa công ty này chạm mốc doanh thu hàng năm 3.000 tỷ won, cao nhất trong lịch sử. Cổ phiếu của chuỗi khách sạn này tăng trưởng gấp đôi dưới thời Lee Bo-jin và cô cũng là người giúp Hàn Quốc có được cửa hàng miễn thuế Louis Vuitton tại sân bay đầu tiên. Những người cùng làm việc với Lee Bo-jin gọi bà là tiểu Lee Kun-hee bởi bà không chỉ giống cha mình về ngoại hình, tính cách mà còn có phong thái điều hành y hệt người đứng đầu tập đoàn công nghệ số 1 Hàn Quốc. Tài giỏi là thế nhưng để đạt được thành công như hiện tại, Lee Bo-jin đã phải trải qua không ít vất vả. Gia đình giàu có, được tiếp xúc với nhiều nhân vật nổi tiếng quyền lực từ nhỏ, nhưng bù lại, Bo-jin cũng phải gánh trên vai trọng trách kế nghiệp, sự nghiệp gia đình. Do đó, ngay từ nhỏ, cô đã phải chuyên tâm học hành, tìm hiểu kinh doanh, chịu sự rèn luyện hà khắc của gia đình và nhà trường. Việc sinh ra trong gia tộc họ Lee vừa là vinh hạnh, vừa là áp lực và trách nhiệm đè nặng lên vai mà người thường khó lòng hiểu nổi. Được ca ngợi là người con hiếu thảo. Thế nhưng Lee Bo-jin chưa bao giờ khiến gia đình thất vọng. Trong số 3 người con còn sống của ông Lee Kun-hee, Bo-jin có thể nói là người con hoàn hảo nhất. Xinh đẹp, thành công, nhân cách tốt, cô xứng đáng là một nữ cường, niềm tự hào của dân tộc. Tính đến nay, khối tài sản của cô đã rơi vào khoảng 1,6 tỷ đô la Mỹ, là người phụ nữ giàu nhất Hàn Quốc. Cô cũng xếp thứ 87 trong số 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn. Cuộc hôn nhân bi kịch. Không giống như nhiều ái nữ nhà giàu khác, sẽ chọn đối tượng kết hôn là con nhà hào môn để môn đăng hộ đối, cô Lee Bo-jin lại chọn một người đàn ông hết sức bình thường làm chồng. Đó là Lee Mo-jae, một nhân viên cấp thấp của Samsung, không hề có tiền hay vị thế. Đám cưới của Lee Bo-jin và Lee Mo-jae tổ chức năm 1999. Năm 1999, cả hai gặp nhau tại một sự kiện tình nguyện khi nàng Thiên Kim Tiểu Thư đang là thực tập sinh tại công ty gia đình, còn Lee Mo-jae chỉ là một nhân viên IT bình thường của tập đoàn Samsung. Sau nhiều lần tiếp xúc, cặp đôi đã phải lòng nhau và tình yêu này nghiễm nhiên bị gia đình nhà gái cật lực phản đối vì xuất thân quá khác biệt của hai nhân vật chính. Thời điểm đó, Lee Bo-jin nghe theo tiếng gọi con tim, quyết tâm đi ngược lại mong muốn của gia đình. Thậm chí bà có lên kế hoạch tuyệt thực để bảo vệ bạn trai và tình yêu đầu đời của mình. Ông Lee Kun-hee phải nhắm mắt cho qua vì nỗi ám ảnh con gái út Lee Yoon-hyung tự tử vì bị ngăn cấm tình yêu. Tới tháng 8 năm 1999, anh Woo-jae và cô Bo-jin chính thức kết hôn. Lễ cưới diễn ra hết sức trang trọng và linh đình, nhưng chẳng bao lâu sau, cuộc hôn nhân bắt đầu có những dấu hiệu rạn nứt. Anh Woo-jae bị bố vợ bắt sang nước ngoài du học, khiến khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày một lớn dần. Trong khi đó, cô Bo-jin lại quá chú tâm vào công việc, không có nhiều thời gian dành cho gia đình.
Điều này đã khiến những mâu thuẫn ngày càng lớn dần. Imoche và Libogin chính thức đường ai nấy đi vào năm 2017. Tháng 10 năm 2013, cặp đôi quyết định ra tòa ly hôn vì không tìm được tiếng nói chung. Sau đó hàng loạt bê bối kiện tụng và đấu đá lẫn nhau giữa cặp đôi nổ ra. Cô Bojin cáo buộc chồng cũ nghiện rượu, thường xuyên đánh đập vợ con. Trong khi đó anh Oje nói rằng gia đình vợ không cho phép anh thực hiện trách nhiệm với cậu con trai. Tới tận tháng 8 năm 2017, vụ kiện mới kết thúc. Cô Bojin giành được quyền nuôi con, anh Oje nhận được 8,6 tỷ won, hơn 170 tỷ đồng tiền bồi thường và chấp nhận rời bỏ công việc ở Samsung. Từ đó đến nay, nữ tỷ phú nhà Samsung vẫn cô đơn lẻ bóng. Bê bối nghiện thuốc an thần. Nổi tiếng là người có nhân phẩm tốt và lòng trắc ẩn, tháng 3 năm 2019, Lee Bojin khiến dư luận xôn xao và bàng hoàng khi dính phải nghi án nghiện thuốc tâm thần. Nữ tỷ phú giàu nhất Hàn Quốc được cho là đã bí mật tiêm thuốc an thần Propofol ít nhất 2 lần một tháng. Propofol là một loại thuốc an thần mạnh, làm chậm hoạt động của não và hệ thần kinh, từ đó làm giảm mức độ nhận thức và mất trí nhớ cho các sự kiện đã xảy ra. Nó thường được dùng để gây tê trong các cuộc tiểu phẫu. Cái chết của Michael Jackson vào năm 2009 được cho là do tác dụng phụ của Propofol. Ông Hoàng nhà Pop đã dùng chất này sau khi bị mất ngủ kinh niên. Dùng Propofol quá liều, không có sự tư vấn của bác sĩ, có thể khiến hệ hô hấp ngừng hoạt động. Tại Hàn Quốc, Propofol được xếp vào danh sách các loại thuốc tâm thần cần kê đơn do ngày càng nhiều người lạm dụng chất này. Hiện nay, hành vi sử dụng Propofol không vì mục đích y tế bị coi là bất hợp pháp. Một cựu y tá làm việc tại thẩm mỹ viện ở phía nam thủ đô Seoul, Hàn Quốc đã tiết lộ sự thật trên. Cô này chia sẻ với báo giới, bà Lee đỗ xe tại khu vực dành riêng cho nhân viên của thẩm mỹ viện, sau đó vào thang máy để lên phòng khám. Bà ấy đi thẳng vào phòng dành cho khách hàng cao cấp để tiêm Propofol. Lee Bojin được cho là đã ngủ tại phòng VIP trong 8 đến 10 tiếng sau khi tiêm Propofol, nhưng khi tỉnh dậy lại đòi tiêm thêm. Dường như nữ tỷ phú đã nghiện chất an thần này. Mặc dù Lee Bojin phủ nhận cáo buộc nhưng nó vẫn ít nhiều ảnh hưởng xấu tới hình tượng và danh tiếng của cô. Hôm 21 tháng 3 năm 2019, cô Lee Bojin đã xuất hiện trước công chúng trong cuộc họp cổ đông của Sheila. Cô tỏ thái độ vô cùng lạnh lùng, không trả lời bất cứ câu hỏi nào của các phóng viên. Sau đó, Lee Bojin thừa nhận có đến phòng khám nói trên nhưng hoàn toàn phủ nhận chuyện sử dụng Propofol. Sau đó, cảnh sát Seoul đã vào cuộc điều tra, tạm bắt giữ ông Yo, 49 tuổi, trưởng phòng khám nơi cô Bojin tới. Tuy nhiên, cho đến nay, cuộc điều tra vẫn chưa có kết quả gì. Nếu đây là sự thật, trưởng phòng khám và bác sĩ tiêm thuốc có thể đối mặt với cáo buộc hình sự, đồng thời danh tiếng của cô Lee Bojin cũng sẽ bị tổn hại nặng nề. Hiện tại ở tuổi 49, bà Lee Bojin vẫn được ca ngợi là người phụ nữ quyền lực ở xứ sở Kim Chi. Dù cuộc sống cá nhân gặp nhiều bất hạnh, nhưng bà vẫn ngày càng trở nên xinh đẹp mặn mà và cuốn hút hơn. Mỗi khi xuất hiện, bà luôn thu hút sự chú ý của giới truyền thông bởi phong cách thanh lịch, cùng phong thái điềm tĩnh của một nhà lãnh đạo tài ba. Sau nhiều năm Sheila phát triển vượt bậc, thời điểm này Lee Bojin đang phải đối mặt với thách thức lớn chưa từng có bởi những tác động của dịch COVID-19. Chuỗi khách sạn The Sheila lần đầu tiên báo lỗ vào quý 1 năm 2020 sau 20 năm hoạt động.